thây ma đang sống lẫn giữa chúng ta. Trong phần tiếp theo, Liv vẫn là một thây ma và tiếp tục ăn não của nạn nhân để giúp thanh tra Clive tìm ra hung thủ. Hóa ra em trở nên thèm não. Quay đầu lại, biết điều chút đi. Anh tô hết mấy bức tranh này. Tôi tìm thấy ở phòng tranh. Trong thùng rác à? Cùng khám phá những vụ án ly kỳ trong phần mới nhất của phim Tôi là Thây Ma phần 2, phát sóng tại Việt Nam cùng ngày với Mỹ lúc 21 giờ thứ tư hàng tuần trên kênh Warner TV.